Rồi Trần Trung xin chào tất cả các khán giả của kênh YouTube Trần Trung nha. Hôm nay là anh em quýt đi mọc quá cả nhà ơi. Thì hôm nay tới điểm con kinh này cả nhà, thì đội hình hôm nay đi chắc khoảng 10 người nha. Thì điểm đấy rộng lắm cả nhà, thì giờ chia ra hai bên. Bây giờ qua cầu này cũng được mà qua cầu bên kia cũng được. Điểm quýt chắc cỡ 50 người cũng được á. Mà giờ chia ra hai bên rồi, tối không biết cá mắm sao nha. Còn đoạn kinh thì nằm ở đây. Bây giờ là còn mấy anh em đến sau cả nhà, thì cũng chuẩn bị xuống đường câu nè. Phúc thì quen rồi, còn Duy Dương khỏi nói đi. Dương bảo cá dữ lắm cả nhà ơi. Còn mấy anh em kia thì tranh thủ quá, mới vừa xuống tới là móc dùng chiến lên luôn rồi. Đó, rồi bây giờ mình cũng chuẩn bị ra nha. Hiện tại khoảng 4 giờ nha, bữa nay là lại quýt đêm tiếp nha. Tát móc dùng cũng đã xong rồi cả nhà. Bây giờ xả mồi dùng cũng xả xong rồi. Giờ mình bắt đầu mình câu. Để coi khai trương con đầu tiên là con gì nha cả nhà. Hôm nay quay ngược ánh mặt trời nghe có vẻ là nó hơi tối vô cái clip rồi nha. Trời, con rô đầu tiên cả nhà ơi. Con có rô đầu tiên cũng như bao ngày khai cần đầu tiên là con có rô luôn nha cả nhà. Để chúng gỡ khai trương con đầu tiên lên là em rô nha cả nhà. Đó. Rồi, để mình tiếp tục nha. Tiếp tục. Hôm nay để coi thác lát với cá trê đồ có ăn đầu tiên nha cả nhà. Hay là cá rô ở đây. Nó đi vào lúng. Nghiêng rồi cả nhà. Ồ. Oh, con này khá nha, rô nữa. Ồ, oh, buổi chiều rô mạnh à. Đây. Rồi, tiếp tục là con rô thứ hai nha cả nhà. Rồi để chung gỡ rồi. Đó, quá sướng rồi. Dời qua cái lỗ chung móc có hai lỗ nha. Giờ móc hai lỗ quýnh trước đi, hồi tí xíu mình móc tiếp. Khi nào bớt ăn mình móc tiếp. Tranh thủ giấc chiều. Ồ, phải nằm luôn rồi. Hơi bị sát đáy à. Gì ở đây? Gì đây? Trời ơi, rô nữa. Ôi, sắc đáy mà ăn luôn chứ. Ôi ơi, bảo có rô. Nè, tranh thủ giờ chiều quýnh mới có rô nha. Cái rô này không lớn luôn nha, cũng được. Không biết cá lớn có ăn chưa chứ có cá vừa ăn không à. Rồi, đập máy mình gỡ. Tiếp nha cả nhà. Hy vọng là thác lát với trời có nha. Chứ cá rô giờ chiều ăn hơi mạnh rồi đó. Thả xuống mà vừa chưa tới thì chìm phao là đang chạy luôn rồi. Nó đi nữa, lúng luôn, trời ơi. Tiếp tục rồi nhà ơi. Lên luôn. Và nãy lên mệt cả nhà. Đó, nãy giờ được cái con thách lát bự nè. Trời ơi, xuống. Ôi, nước sâu nãy lên cực. Đây. Quá đã cả nhà. Chà bá luôn. Bằng đôi dép Lào vậy đó. Quá sức à. Thách lát bảy ơi. Bự không? Ha. À. Ôi. Rồi, tiếp tục cả nhà. Trời ơi, nãy thác lát lên nước sâu nãy đã. Quá sướng. Tiếp tục cả nhà. Lúc bình người ta nuôi móc cái lỗ với móc lớn sợ người ta rầy mà. Móc hơi nhỏ hơi khó thả giếng ba giếng. Nhịp. Còn gì đây? Ta chết ngựa. Ấy da, có rô nữa cả nhà ơi. Trời ơi, nó lòn với lục bình chứ. Rồi tiếp tục rồi. Quá sướng cả nhà ơi. Dần lỗ nha, dần qua đây. Chỗ này hơi khó thấy cái phao quá. Oh,
qua vô khó thả. Còn cá rô, trời thắt lát nhờ, cá lát bé xíu, bé xíu à. Ừ, thắt lát chừng 3 ngón, trời ơi, ăn giật 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 giật. Đây cả nhà. Ôi, cỡ này chắc thả về xong lại quá. Để thả xong rồi cả nhà. Thả lại xong nha. Tiếp tục. Thắt lát đây hơi nhỏ ta. Sao bầy này nhỏ dữ vậy, ngõm câu lớn không. Nó, nữa. Ăn kiểu thắt lát nhỏ nữa. Lỗ này lục bình hơi cao, giờ gần chiều, hơi tối cái nhà. Đây, bên kia cần thủ, bên kia lên cá. Gì vậy, bãi trời hả? Trời. Đó, quá sướng rồi. Đã quá bãi ơi, nước sâu quá sướng quá ha. Rồi, quá đã. Quay lại lỗ mình nghe. Chú Bảy mới lên con cá trê cả nhà, quá sướng luôn á. Chúng đổi cái lỗ này cả nhà ơi. Cái lỗ này giờ sáng sủa nhìn đẹp đẽ quá. Giờ mà lúng cái phao con mới sướng này nha. Quá đã luôn. Móc lỗ bự sáng thấy cái phao sướng. Mà quan trọng cái chú cá nào lại tham gia cuộc vui hay không nha. Đi ngang, trời ơi, uổng vậy ta. Trời ơi, quá uổng mọi người. Cái phao, trời ơi, nó lúng đi ngang đẹp. Giật, trời ơi, thiệt. Trặc, uổng hết sức. Trời ơi, uổng. Cái phao, trời ơi, lúng xuống đi ngang. Quá đẹp luôn mà mình giật cái vụt cái đó. Tiếc thiệt chứ. Lần này là lúng này, lúng sau. Trời ơi. Trời, lần thứ hai lúng đẹp mọi người ơi. Rồi như quá tạm thôi nha. Lần này phải lụm hết đó. Lúng quá đẹp sao cũng được, kỳ quá. Nó nhịp nữa nè. Lần này sao đây? Dấu hiệu nữa. Trời ơi, lần này biết gì không cả nhà ơi. Lần này mới ôi cá tra. Trời ơi, cá tra là tham gia luôn. Giật nó sướng gì đâu. Ơi ơi, lúng đẹp vậy mà cá tra là găng nè. Chịu nổi không? Trời ơi, con này mà con cá trê thì thôi, nó sướng cho mà thấy. Thôi cũng quá đã. Mai mình gỡ thả luôn rồi để hồi chết. Trời ơi, đâu mà cá tra lẫn tham gia nữa, cuộc vui nữa chứ. Ui, nãy lên tính sướng bà cố luôn. Nói chung là ăn là giật đã cả nhà, nhưng mà tại cá tra mình không thích. Nước sâu nãy là cũng sướng lắm. Nó có gì đây, vậy đây. Còn gì ở đây? Còn gì ở đây? Ủa, cá nó cơ. Ủa, sao cá tra nữa trời? Chết rồi. Cá tra hoài vậy? Trời đất. Trời, chiều không ăn thắt lát mà cá trê ăn cá tra. Mấy em cá tra thiệt tình chứ. Trời ơi. Nữa cá tra nữa. Dục tiếp. Ôi, tiếp tục cả nhà ơi. Nãy giờ là cũng chuẩn bị chuyển qua tối rồi nha. Đụng một em Hugo không? Lại cái lù không? Lúng. Đúng không ta? Đó đá phao. Đá phao một chút chịu nổi không?
trời về đây. Trời ơi cá trời. Trời ơi cá trời quá sướng rồi. Yeah yeah yeah. Quá đã nhờ. Lần này là rỉ kêu bằng tống thẳng lên bờ luôn chứ không có nói gì hết nha. Trời ơi nhớ sướng. Quá đã quá đã. Lùa lùa lắc 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 trời ơi. Quá sướng cả nhà ơi. Ô nè. Để chúng gỡ nha, đã quá đã. Rồi tiếp tục cả nhà. Trời nó phải vậy mới được chứ chẳng thà là cá trơi cho dù là lai hay là dai hay là cái gì cũng được nhưng mà cái việc nó trơi nó sướng hơn con cá tra nha ơi. Ồ, để mình sửa được nhận được à. Phải nói là trời ơi lên được cá trơi nó sướng. Sướng hơn mấy con cá tra hồi nãy nha. Không có cá trơi này, nãy cũng con cá trơi này cũng bự hơn mấy cá tra hồi nãy nha. Quá đã. Bây giờ chúng nói khoái đi quýnh đêm vậy đó. Vừa sụp 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 tối là bắt đầu cá trơi rồi nó lại tìm mọi ăn quýnh sướng. Nhịp lúng mất tiêu phá rồi. Dính cái lá rồi nha. Ê ê ê ê. Nó không tan. Nó. Đó, tự đi ngang nữa. Bắt đầu là trời tại tối dần rồi nha. Chuẩn bị chiều đó. Chiều trời cũng tối. Quy đường kinh chung quýnh nè. Giờ chuyển qua bắt đầu sụp luôn rồi đó. Chuyển lỗ cả nhà. Giờ phải hậu trời đèn nè. Gió khó thả thiệt chứ. Lừa phao ăn không. Lúng phao nè. Gì ta? Con gì ta? Gì à? Đâu rồi? Dưới nào ta? Ô. Ê, dưới gì ta? Mẹ chứ. Ơi rồi. Ô, thắt lát cả nhà ơi. Ơi, thắt lát nha. Nè, đây. Đó, em nằm dưới lỗ luôn cả nhà. Đó. Đó, cho em dậy nước cái cho vui coi. Tại đêm nãy giờ nó mới ăn tới lợi nè. Em thác lát nữa nha. Rồi. Thác lát. Trời ơi. Quýnh cá trời. Mà thác lát ăn. Chịu đời nổi không. Ờ nói chung là cũng đã rồi nha. Giờ tối lúng phao con nào là đóng con nấy. Đã đời ha. Nói chung gỡ nha. Tiếp tục nha. Con gì ta? Ơi, ừ, bắt đây coi kìa. Ơ ừ, lên hàng nè. Ơi. Ơ thác lát. Ôi nó tê. Đây con này bự nha. Ê. Con này bự nha cả nhà. Trời ơi nó xuống nó kéo phát một nè. Ơi con trước nhỏ con này quá tê à. Trời ơi con thác lát chú ơi. Nó quá đã cả nhà ơi. Bằng đêm vậy không thấy được cái phao nó rút xuống nhanh ra, giật là phải giật lên luôn chứ để nước sâu quá nó sợ nó sảy. Trời ơi nó sướng quá sướng à. Trời ơi chung gỡ nha, đã quá. Mấy anh em coi đêm chung câu thông cảm với nhà tại không được thấy cái phao nó lúng xuống á. Chứ cũng không dám rời đèn nữa. Ừ mà thắt lát ăn sâu giật đã lắm nhà ơi. Quá phê luôn á. Ơi nó sướng. Đó. Không lẽ giờ đó mà không có để đèn kia cho sáng luôn chứ thiệt. Đó. Quá đã nè. Giật cá nó sướng. Phải cho đêm tôi tắt đèn cái. Đưa phao vào nha. Đưa phao. Lúng không? Đó. Lúng. Trời ơi sang kìa. Trời ơi sang.
cá nhà ơi. Rồi, đâu rồi? Đây. Lên hàng. Rồi. Rồi bằng đi bằng hôm mà cá rô nó bự dữ trời. Ôi ơi. Trời ơi, dung kìa. Rồi dưới sao lấy được. Ây da. Trời ơi. Lên cá rô nó sướng cả nhà ơi. Đây. Quá nái luôn. Quá đã nha. Rồi, để chúng ướp máy chúng gửi nha. Tiếp tục cả nhà. Ủa, mới làm con cá rô quá bự. Rồi. Giật lên nó sướng bà cổ luôn. Đó. Con gì ta? Con gì ăn nữa ta? Con gì nữa ta? Rồi tới thui, giữa đây. Trời ơi má ơi, cá rô mini. Mới làm một con cá chà bá đã giờ làm con mini. Trời ơi, con này bé xíu ơi. Con này nhỏ, con này nhiều quá trời. Trời ơi, bằng đêm bằng hôm mà cá này ăn dễ giận, thôi gỡ luôn, thả. Tiếp tục nha. Rồi, giờ này mà cá rô nhỏ vô phá thì chán thiệt chứ. Không lên trời, không lên gì mà không lên rô nhỏ. Con gì ta? Con gì ta? Bự lắm nghe. Con gì vậy? Chắc lóc hay là gì ta? Mở đây nghe. Ô, cái trời. Trời ơi, trời dạng bự. Hơi ơi. Quá đã nè. Ủa, con này vàng hay lai ta, giống con mẹ bà nó hả? Ô, vàng. Ý, cái đầu chắc lai quá. Đây rồi. Đây nha. Trời ơi trời, nó sướng cả nhà ơi. Nó phải vậy mới được chứ. Rình chờ đợi nãy giờ. Rồi cái chỗ này khó rồi dữ lắm luôn nha. Mình lên cá đã nha. Quá sướng nha. Rồi chú ấp máy chúng đỡ ra. Để họ rớt xuống nước luôn rồi đợi. Đó. Rồi tiếp tục nha cả nhà. Trời lên cá chơi quá sướng cả nhà ơi. Rồi giờ bắt đầu đó. Ngon rồi đó. Nhịp phao lúng. Tiếp tục cả nhà. Giờ cũng đã khuyên cả nhà. Giờ tổng kết là Vũ thiền cũng đang gom cần rồi. Nói chung là giờ chỗ này là chỉ chung với Vũ gần thôi, còn mấy anh em kia xa quá. Giờ bơi thùng cá cho cả nhà xem. Bữa nay Vũ làm con Hugo quá đã rồi cả nhà ơi. Nè. Con này chắc cũng phải từ 6 lạng nó Vũ ha. Đó. Bữa nay là có đủ ngang cá lóc, cá chê vàng, cá thác lát. Hồi chiều thì trong clip chung là có cá cha rồi và đều chung bắt cá cha. Cá rô nữa. Trời, cá lóc quá đã. Lát cũng bự bự. Hồi chiều thấy con đó hả Vũ? Thấy con đó. Bữa nay cá Vũ cá ngon không chứ Hương? Được rồi. Hai nay mình túng y vậy là hai nay mình ngon rồi đó. Rồi. Trần Trung cảm ơn cả nhà đã xem clip nha. Các anh em xem clip thì nhớ ủng hộ và đăng ký giùm Trần Trung nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.